Dừng, dọn nó ra. Dạ được. Dừng xe. Đứng lại. Dừng xe. Xuống ngay. Làm gì vậy? Xuống nhanh lên. Cha. Cha, chúng ta lại bị đập một đợt hàng ở ngoại thành. Tổn thất lớn không? Không lớn lắm, nhưng hàng hóa đều bị hư hết. Cha, hàng chúng ta bị đập phá hết lần này đến lần khác, làm chúng ta bị mất rất nhiều khách hàng. Con nói với Danh Kiệt, phái thêm một số người trên đường trông chừng kỹ một chút. Còn nữa, nghe nói gần đây Thiên Thái mua mấy căn thương hãng trong một lần, trong đó đã mua lại hết các thương hãng ở phường Đông. Tài lực của họ càng ngày càng lớn mạnh. Khách hàng trước đây hợp tác với chúng ta bây giờ đều qua họ. Hiện giờ Thiên Thái cấu kết Trần Đốc Quân, không những tiền vô như nước, với lại có người chống lưng cho. Qua chỗ bọn họ cũng là chuyện bình thường. Còn nữa, con nghe nói Thiên Thái đang bàn với mấy thương hãng kinh doanh xuất nhập khẩu lâu năm. Bọn họ muốn thu mua cổ phần. Nếu như bọn họ thành công, thương hãng vận chuyển lớn nhất Thông Thành, một nửa sẽ thành thiên hạ của bọn họ. Các con không cần bận tâm. Chỉ cần cậu ta không đụng đến Quảng Nguyên chúng ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vẫn tiếp tục việc kinh doanh. Nhưng mà hàng chúng ta bị đập phá, chắc chắn có liên quan đến họ. Không thể đợi bọn họ giết đến tận nhà. Kêu con đừng lo thì đừng lo, sao lại nói nhiều vậy? Hai con ra ngoài đi. Cha, ra ngoài. Hội trưởng Quý, Tàu Ban Chủ. Không biết hội trưởng Quý hẹn Tàu Mẫu đến có chuyện gì? Tàu Ban Chủ, qua đây nói chuyện lắc. Mời. Cục trưởng Hồ, thật ngại quá, luôn bận rộn ở bên ngoài, vừa nghe nói ông đến lập tức về đây gấp. Thiếu Mã Gia, cậu là người rất bận rộn, muốn gặp một lần thật không dễ dàng. Xem ông, xem ông nói kìa, có gì cứ căn dặn. Không phải gọi tôi đến đó sao? Vậy sao? Cục trưởng Hồ, ông đến đây là có chuyện gì? Thật ra không có chuyện gì lớn, là chuyện Lý Đại Dũng cướp tiền Trang lần trước. Ở trong cục cảnh sát của tôi, được ăn được uống, nuôi đến rất mập mạp khỏe mạnh. Cảm ơn, cảm ơn. Mấy ngày nữa mở phiên tòa xét xử vụ án của anh ta, nhưng đột nhiên anh ta muốn lật lời khai, giống anh ta không hề làm ra chuyện cướp tiền Trang đó. Sao anh ta có thể làm vậy? Cho nên việc này khiến tôi thấy rất khó xử. Thưa Mã Gia, cậu nói tôi phải làm sao? Thật khó nghĩ cho tôi. Chuyện này phải khó khăn lắm mới qua được. Không phải không ai nhắc đến chuyện này. Quý gia vẫn luôn rất quan tâm đến. Cộng thêm cô Tư Đồ Tuyết đó, nhìn vào chầm chầm, trước giờ tôi phải chịu áp lực. Nếu để cho họ nghe tin Lý Đại Dũng muốn lật lời khai, chắc chắn sẽ rất có hứng thú. Cục trưởng Hồ, hôm nay ông đến đây chắc chắn có cách khiến anh ta không lật lại lời khai. Mời nói, tôi nghe. Thật ra không cần thiết mở phiên tòa, cứ nhốt anh ta ở trong nhà lao khoảng chừng 8 hay 10 năm gì đó. Nhưng mà phải có người nuôi anh ta. Cục cảnh sát không có nhiều tiền như vậy cho anh ta ăn uống. Phải. Vậy cục trưởng thấy một tháng khoảng chừng bao nhiêu tiền? Có nói sao, một tháng cũng phải cần 20 ngàn. 20 ngàn. Cục trưởng, e là 20 ngàn vẫn chưa đủ. Tôi đưa 30 ngàn. Vậy đương nhiên tốt. Thiếu Mã Gia, cậu cũng là người thường hay ra ngoài giao tiếp. Rượu nhạt với rượu kính, uống vào sẽ có hai mùi vị khác nhau. Phải, phải. Rồi, xin cáo từ.
Đi thông thả. Được rồi. Anh lại để ông Mập Hồ đến đòi tiền anh hả? Đưa ông ta chút tiền cũng nên làm. Nói sao ông ta còn giá trị lợi dụng. Có điều Lý Đại Dũng đó để ở đó chính là một mầm quả. Em hiểu rồi. Tốt nhất đừng để lại dấu vết. Lý Đại Dũng. Ai vậy? Có người kêu tôi đến nói với anh. Mấy ngày nữa vụ án của anh sẽ ra tòa. Chúng tôi đã lo liệu mọi chuyện cho anh rồi. Vậy sao? Vậy thì khi nào tôi có thể ra ngoài? Chỉ cần vụ án của anh ra tòa, nhất định sẽ thả anh ra ngoài. Ra tòa hả? Phải ha. Qua đi. Yên tâm đi. Đến đưa bữa khuya nữa à? Xem người ta bị nhốt ở trong lao, ăn uống đầy đủ, ngày nào cũng phải hầu hạ. Lý Đại Dũng, Lý Đại Dũng, ngồi dậy ăn khuya đi. Mau ngồi dậy ăn khuya đi chứ. Nè, đừng có ngủ nữa. Dậy ăn khuya đi. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Biết nguyên nhân tử vong không? Giống như bị nhồi máu cơ tim. Anh chắc không? Cụ thể phải đợi giải phẫu tử thi mới có thể biết. Hai cậu qua đây, khiêng ra ngoài. Lên. Chuyện này là sao? Cục trưởng, cục trưởng, rốt cuộc là sao đây? Tôi đưa bữa khuya cho anh ta, đến nơi anh ta đã chết rồi. Sao đột nhiên lại chết? Tôi không biết nữa. Vẫn luôn làm theo ngài căn dặn, cho anh ta ăn ngon ở thoải mái, để trống tất cả những phòng giam ở xung quanh, không có ai khác. Có ai đến đây không? Không có. Theo lời của ngài, ngoại trừ đến đưa cơm, những người khác không được phép vào đây. Chết tiệt thật. Dám chơi ta. Thám trưởng Tư Đồ, phải đi điều tra đến cùng vụ này cho tôi. Dạ. Cục trưởng, cục trưởng. Cục trưởng Hồ, Mã Từ Châu. Không ngờ
Cậu ra tay nhanh thật. Gì chứ? Cậu đừng tưởng giết chết Lý Đại Dũng, tôi không thể làm gì được cậu. Nếu như tôi nói chuyện này cho Quý Bắc Khang biết, để xem ông ta tin lời cậu hay là lời tôi. Cái gì? Lý Đại Dũng chết rồi? Xảy ra khi nào? Tôi thật sự không biết. Tôi tới đây đưa chi phiếu cho ông. Tối hôm qua hắn chết đột ngột trong nhà lao, hiện tại chưa rõ nguyên nhân. Hắn cũng giống là một kẻ rác rưởi, tôi thấy chết cũng rất đáng. Không cần phải huy động nhân lực điều tra làm gì, ông thấy sao cục trưởng? Phải. Cục trưởng à, sau này mỗi tháng tôi sẽ đến đưa cho ông chi phiếu 30.000 đồng đúng hẹn, cộng thêm tấm chi phiếu 10.000 đồng trực tiếp đưa đến chỗ ngủ chị Thái. Ông xem thỏa đáng không? Thỏa đáng. Thiếu Mã Gia suy nghĩ vô cùng chu đáo. Báo cáo. Vào đi. Cục trưởng Hồ, thám trưởng Thư Đồ chào cô. Cục trưởng Hồ, vậy tôi không làm phiền. Tạm biệt. Được, Thiếu Mã Gia, tạm biệt. Tạm biệt. Thám trưởng Thư Đồ, có chuyện gì? Pháp y giám định nói Lý Đại Dũng đột nhiên bị nhồi máu cơ tim thuộc về chết tự nhiên, nhưng tôi phát hiện một vết kim màu đỏ ở trên phần cổ của anh ta. Tôi nghi ngờ có người đâm cây kim có độc lên trên cổ của anh ta, dẫn đến hiện tượng nhồi máu cơ tim. Nếu như pháp y cũng đã nói là chết do tự nhiên, thì cô đâu cần phải tiếp tục điều tra. Nhưng mà loại người đó là kẻ rác rưởi, chết thì cứ chết đi, cũng không đáng để chúng ta lãng phí nhân lực điều tra. Phải rồi, vụ án bà lão bị mưu sát do cô phụ trách còn chưa kết án phải không? Cô tập trung điều tra vụ án đó đi. Không phải khi nãy ông còn nói, tôi nói cái gì? Nói cô điều tra rõ. Bây giờ pháp y cũng đã nói là chết tự nhiên, kết quả rất rõ ràng, còn cần điều tra làm gì? Được rồi, cô ra ngoài đi. À phải rồi, có một chuyện khác nữa. Thiên Thái tổ chức một buổi tiệc rượu, lãnh sự ở các lãnh sự quán với nhân vật nổi tiếng thông thành đều đến đó. Để bảo đảm sự an toàn, chúng ta cần phải tăng cường phòng bị. Tôi cũng biết chuyện này với cô mà nói là đang lấy dao trâu mổ gà. Tôi đi. Tốt, vậy rất tốt. Còn nữa, đến dự buổi tiệc như vậy, tốt nhất là phải mặc trang trọng một chút. Theo tôi thấy, tốt nhất cô phải mặc đầm. Dừng lại. Làm gì vậy hả? Giao hàng. Giao hàng? Không nghe nói hôm nay có hàng giao sao? Tôi không nghe nói gì cả. Làm sao tôi biết được? Họ kêu tôi giao hàng đến đây thì tôi chuyển hàng thôi, không nhận tôi trở về. Khoan khoan huynh đệ, đợi đã, tôi đi gọi người. Các huynh đệ ra ngoài này khiêng hàng. Nhanh lên, nhanh lên. Được được, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Anh Lưu, hàng bốc xong rồi. Anh em về trước đi. Nhớ kỹ, những chuyện tối hôm nay đã làm, không được nói với bất kỳ ai. Hiểu chưa? Hiểu rồi.
Ngài Ba Khơn, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Được. Nào, cạn ly. Đi làm giặc hả? Kiểm tra theo thông lệ. Vậy sao? Các vị, rất cảm ơn mọi người đã nể mặt tới tham gia buổi tiệc rượu của Thiên Thái chúng tôi. Thiên Thái chúng tôi ra làm ăn ở Thông Thành đã được hơn một tháng. Trước mặt các vị tiền bối trong thương giới cũng xem như giảng bối, chân ướt chân ráo. Hy vọng các vị đồng nhân có thể hết mình ủng hộ. Buổi tiệc rượu hôm nay xem như lần đầu xuất hiện chính thức của Thiên Thái tại Thông Thành. Tôi hy vọng Mã Tự Châu tôi trong tương lai gần có thể thiết lập được mối quan hệ hợp tác tốt với các vị. Tôi cũng hy vọng Thiên Thái chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người. Hay hay. Tôi tuyên bố tiệc rượu chính thức bắt đầu. Nào, mọi người chúng ta cùng nâng ly. Được, cạn ly, chuyện gì vậy? Đừng hút quản. Mọi người đừng hút quản. Chúng tôi là người của cục cảnh sát, chúng tôi sẽ xử lý ngay. Mọi người đứng yên tại chỗ, đừng di chuyển. Anh hai làm sao vậy? Anh hai, anh không sao? Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Quý Nhạc, Quý Phong đâu? Quý Phong, cánh cửa này trước đó đang đóng. Lúc nãy ai đứng ở đây? Lúc nãy chỉ có Quý Nhị thiếu gia đứng ở đó. Quý Phong đâu? Quý Phong lúc nãy đúng là đứng ở đây. Chuyện gì? Anh Lạc, có người nào đi ra từ ngoài đó không? Không. Vậy anh ra vườn lục soát xem có người nào khả nghi không. Được, đi, nhanh lên. Đứng lại. Đứng lại. Cậu. Trời ơi, không phải tôi. Anh hai, để em xem thế nào rồi. Không sao, vết thương ngoài da thôi. Em tiếp đại khách giùm anh. Đi nhanh, nghe lời đi. Vết thương này sâu quá rồi. Dao chém hơi sâu một chút. Nhưng mà khổ nhục kế này của anh cũng rất khá. Ở trước mặt bao nhiêu người, ngày mai người cả thành sẽ biết vị thiếu gia của Quý gia muốn ra tay với anh. Mong là vậy. Mong là dao này không uổng phí. Mong là dao này không uổng phí. Mấy người qua bên kia, các anh canh ở cửa, chỉ được cho vào không được cho ra. Cha, Tiểu Tuyết, bắt hắn lại. Phong Nhi, xảy ra chuyện gì? Lúc nãy có một bóng đen tông ra ngoài, buông tôi ra. Anh Lạc, bắt anh ta lại. Không phải tôi, ngoan ngoãn đi. Xin lỗi, tất cả mọi người tạm thời đừng rời khỏi đây. Chúng tôi cần kiểm tra theo thông lệ. Thám trưởng Tư Đồ, hôm nay cô phụ trách an toàn tại nơi này lại để xảy ra chuyện như vậy. Cục trưởng Hồ, mấy vị phu nhân này không được khỏe, xin để cho họ về trước. Lãnh sự đệ nhân, không vấn đề, mời các vị phu nhân đi trước. Xin mời. Xin đợi một chút. Xin đợi một chút. Đợi một chút.
cùng đứng hồ. Mã thiếu gia, vết thương của cậu sao rồi? Không sao, chỉ trầy xước ngoài da. Sao rồi, bắt được hung thủ chưa? Đây không phải chứ? Chắc chắn là bắt lầm rồi. Sao có thể là nhị thiếu gia? Các người bắt lầm người rồi. Thả nhị thiếu gia ra. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cha, lúc nãy cúp điện có người hét lên với con, đi theo tôi. Sau đó thì tông ra ngoài, sau đó tới rừng cây, hắn phóng phi tiêu vào con, sau đó thì mất tích. Con vừa mới lượm cây phi tiêu này lên thì cảnh sát Lạc xuất hiện. Đơn giản vậy thôi. Không lẽ cái thứ này chính là hung khí đã làm thiếu Mã Gia bị thương? Anh Lạc, khi anh nhìn thấy Quý Phong, anh ấy đang làm gì? Tôi thấy cậu ta cầm cái này chạy vào hướng rừng cây. Tôi đuổi theo hung thủ. Chúng tôi đã cử người giám sát, không có ai đi qua. Các anh không phát hiện được không có nghĩa là không có người đi ra. Không phải tôi thật mà. Cậu có chứng cứ gì không? Tôi làm chứng. Trần, không phải anh ta. Trần, cô vẫn chưa đi à? Baker, đâu phải anh không biết, con người của tôi trời sinh thích chỗ náo nhiệt, hơn nữa thích nhất là xem kịch. Vị tiểu thư này là... Tôi tên Trần Trần. Tiểu thư Trần, cô có thể thuật lại mọi việc không? Lúc nãy vừa khéo tôi nhìn thấy mọi chuyện, bởi vì tôi đứng đằng sau tấm rèm kia. Cô đứng sau tấm rèm làm gì? Có vài lời thật sự nói ra sẽ rất ngại. Tôi xin lỗi, xin cô đừng giấu giếm. Được rồi, hôm nay tôi vừa mua một đôi giày mới. Tuy là đôi giày này rất đẹp, nhưng mà hơi đau chân. Đúng lúc tôi nhìn thấy mọi người đều đang chú ý chị thiếu Mã Gia này nói chuyện, nên tôi đi ra sau tấm rèm đó, cởi giày ra để chân thoải mái một chút. Rồi sau đó tôi tưởng vị thiếu Mã Gia đây sẽ nói rất dông dài. Thật không ngờ anh ấy nói chưa mấy câu đã tuyên bố bắt đầu tiệc rượu. Cho nên tôi lập tức mang giày vào chuẩn bị bước ra. Rồi sau đó đột nhiên cúp điện. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng á. Có một tiếng nói rất nhỏ, nói đi với tôi. Rồi có một bóng đen vụt qua. Sau đó tôi nhìn thấy vị tiên sinh này đi ra theo. Anh xem, vị có thể chứng minh em trai tôi đuổi theo hung thủ rồi. Sau đó thì sao nữa? Sau đó những gì tôi nhìn thấy, mọi người đều nhìn thấy rồi. Vậy cô có thể nói bóng đen đó trông như thế nào không? Lúc đó hắn nhanh quá, nhìn không rõ. Cao khoảng chừng này, thấp hơn tôi một chút. Cục trưởng Hồ, những gì Trần Tiểu Thư vừa nói đã chứng thực lời nói của Quý Phong. Tôi nghĩ nó có thể thoát nghi ngờ rồi chứ. Cũng may có Trần Tiểu Thư ở đó, thật là may mắn. Đúng vậy, thật quá trùng hợp. Nếu không có Trần Tiểu Thư thì suýt chút gây ra hiểu lầm lớn rồi. Nhị thiếu gia, anh nên cảm ơn Trần Tiểu Thư đi. Baker tiên sinh, tôi thấy hơi mệt, hay là chúng ta về trước đi? Được, tôi đưa cô về. Trần Tiểu Thư, mời cô ngày mai đến cục cảnh sát cho khẩu cung. Thật là ngại quá. Hai ngày tới tôi phải đi công tác cùng với Baker tiên sinh. Đợi lúc tôi trở về rồi nói. Tạm biệt. Người đàn bà này cũng thật ghê gớm. Lúc nãy ngài lãnh sự đã giới thiệu rồi mà. Đây là đóa hoa giao tiếp đang nổi ở Hồng Kông. Không tầm thường đâu. Ông Hồ, chúng ta cũng về thôi. Chúng ta về trước thôi. Hồi trưởng quý, ông đưa hai vị thiếu gia về trước. Ngày mai vị thiếu gia tới cục cảnh sát cho khẩu cung. Được rồi. Hồi trưởng quý, tạm biệt. Đi thôi. Cảnh sát Lạc, thu đội. Dạ. Lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, hai đứa con vào phòng của cha. Sư phụ, sạch sẽ hết rồi chứ? Yên tâm, tôi làm việc không vấn đề. Sư phụ, số hàng đó làm sao? Tới 20 thùng lận. Rồi vào trong núi tìm nơi nào hẻo lánh, châm lửa đốt hết. Đốt? Sư phụ, 20 thùng đó đem bán cũng có tiền. Khủng khiếp.
đó là thuốc độc. Bao nhiêu anh em của chúng ta bị nó hại, nhà ta người mất, không lẽ cậu quên rồi? Tao đến thiên ta quyết không kiếm loại tiền này. Châm lửa đốt sạch đi. Tôi biết rồi sư phụ. Quý Nhạc, con nghĩ sao về chuyện tối nay? Cha, con thấy là cố tình du họa. Họ đang muốn cố tình ở trước mặt mọi người tạo ra chuyện quý gia chúng ta có ý đồ xấu với Mã Từ Châu. Con cảm thấy cả chuyện này là một cái bẫy. Vậy mà thằng ngốc này vẫn chui vào bẫy. Sao con không biết kiềm chế vậy hả? Con có đầu óc hay không vậy? Người ta vừa gạt là con theo ra ngoài. Cũng may có Trần Trần làm chứng giúp con. Nếu không con có nhảy xuống sông cũng không thể rửa sạch. Cha, nếu đổi lại là con nghĩ con cũng sẽ xông ra ngoài. Con im miệng, ở đây không có chuyện của con. Tại sao người ta lại muốn gài bẫy con? Cha cho con biết, sau này chuyện của Thiên Thái con đừng nhúng tay vào, để Quý Nhạc lo đi. Con ra ngoài cho cha. Cha nghĩ tại sao Thiên Thái lại nhắm vào chúng ta? Không lẽ vì chuyện làm ăn sao? Ở đây có vết máu, chắc chắn thiếu Mã gia bị thương ở đây. Tôi nhớ Quý Phong đứng ở vị trí bên kia. Ở chỗ này. Anh Lạc, anh đứng gần vị trí của thiếu Mã gia cho tôi xem. Được. Em trai, anh đây. Vào đi. Uống một mình sao? Đừng uống nữa. Bệnh của em không được uống rượu. Em không có bệnh. Bệnh của em khỏi lâu rồi. Bệnh ngốc. Ai cũng ăn hiếp, cũng gạt em. Đủ rồi. Rượu linh tinh gì em cũng uống. Đừng uống nữa. Rốt cuộc Thiên Thái có thù gì với chúng ta? Tại sao cứ nhắm vào chúng ta? Có hay không thì anh không biết, nhưng anh nhận được tin tức mối quan hệ giữa Thiên Thái và lãnh sự quán Nhật không đơn giản. Người Nhật cung cấp thuốc viện cho họ, họ phụ trách vận chuyển đem bán, từ đó phát tài lớn. Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Quảng Nguyên căm hận nhất là thuốc viện. Ai lén lút tham gia vào việc buôn bán thuốc viện, cha biết được nhất định sẽ trình báo lên ban trị sự thương hội, yêu cầu treo bằng kinh doanh. Dĩ nhiên là cái đinh trong mắt Thiên Thái rồi. Nghe nói Quảng Nguyên đã nắm được hơn một nửa con đường vận chuyển hàng của Thông Thành, dẹp bỏ được chúng ta, cũng xem như nắm vững huyết mạch giao thông của Thông Thành. Đây có thể là nguyên nhân để Thiên Thái nhắm vào chúng ta. Vậy chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Cha không thể nghĩ ra được cách gì khác. Anh xem tối hôm nay, rõ ràng họ du quan cho em. Có thể cha có cân nhắc riêng của cha. Bản thân em phải thật sự cẩn thận. Tối nay nếu không có Trần Trần đó làm chứng cho em, anh nói em nghe, em gặp rắc rối lớn rồi. Đúng, đặc biệt là vị tư đồ thám trưởng đó của anh. Nhưng cũng phải nói lại, anh thấy Trần Trần đó cũng rất thú vị. Ai cho con tự làm theo ý mình? Đúng là bậy bạ. Nếu không có cô gái đó đột nhiên đứng ra, kế hoạch của chúng ta đã... Cô im miệng lại. Tối được cô nói chuyện sao? Cô gái đó có lai lịch ra sao? Cô ta đi cùng lãnh sự Anh Quốc. Nghe ông Mập Hồ nói là đóa hoa giao tiếp cao cấp. Có quan hệ gì với quý gia? Chắc không có quan hệ gì. Cô ta vừa mới tới. Quý Bắc Khang rất may mắn. Ta tìm hiểu tình hình kinh doanh của hắn trong mấy năm nay. Hắn gặp khó khăn mấy lần,
đều dùng tiền vốn trong tiền trang của hắn để xoay sở. Vậy nên nơi mà cô cậu phải đối phó trước tiên chính là tiền trang của hắn. Còn nữa, sau này chưa có lệnh của ta, không được ý hành động. Dạ. Anh hai, anh tìm em. Hôm nay anh nhìn thấy một người. Ai? Nhìn mặt cũng hơi quen. Anh quen sao? Rồi sao nữa? Vừa nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thì anh cảm thấy nổi da gà. Phải gặp trong tiệc rượu của Thiên Thái không? Không thể xem là gặp. Anh vừa quay người thì cô ấy đứng ở đó. Tới bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ có phải anh bị qua mắt không. Lúc anh nhìn kỹ lại, cô ấy đã đi mất. Hôm nay Phong Nhi trở về rất giận dữ. Em gõ cửa phòng nó cũng không mở. Có phải mọi người xảy ra chuyện gì ở tiệc rượu không? Tiêu rồi. Anh hai. Đâu không? Ông Đinh, có chuyện gì? Thiếu gia không xong rồi. Nhà kho bên bờ sông xảy ra chuyện. Đi xem thử. Tôi đi lấy áo khoác. Được. Anh Lưu, đốt hết rồi à? Đốt rồi. Sư phụ nghĩ sao vậy? Cái này đáng tiền lắm. Phí lời. Cậu dám làm trái ý sư phụ sao? Không dám, không dám. Lên xe đi. Được. Thiếu Mã Gia, Thiếu Mã Gia, xin lỗi Thiếu Mã Gia. Thiếu Gia, người này ra tay nhanh gọn, cơ bản không để lại dấu vết gì. Sáu bảo an hiện tại đều chết hết rồi. Thiếu Gia, cậu nghĩ đây là ai làm? Cây to hứng gió lớn. Gần đây chúng tôi kiếm được không ít tiền. Thì sao hả? Có rất nhiều kẻ đố kỵ chứ gì. Người đố kỵ thì nhiều, nhưng người ra tay thì không nhiều. Trung tiên sinh, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra được là ai làm. Hơn nữa cho dù là ai, ai dám đụng đến hàng của chúng ta và đốc quân, tôi nhất định phải khiến hắn phải hối hận. Cậu định làm gì? Trung tiên sinh,
Hắn lấy đi nhiều hàng của chúng ta, nhất định sẽ nôn nóng ra tay. Chúng ta đợi hắn tự chui đầu vào rọ. Lúc đó tôi nhất định bắt hắn ói ra cùng một lúc cả hàng và cái mạng. Chuyện tối qua vẫn chưa lan truyền trong thành. Xem ra thuộc hạ của Tàu Văn Chủ làm việc quả nhiên gọn gàng. Hội trưởng quý yên tâm, mối quan hệ lợi hại bên trong tôi hiểu rất rõ. Lưu Hằng Nghị tuy là cướp được từ Thiên Thái, nhưng mà cũng có phần của Trần Đốc Quân. Hơn nữa, nếu để Trần Đốc Quân biết, e là xương cốt của cả hai chúng ta đều sẽ không tìm thấy. Vậy Lưu Hằng Nghị châm lửa đốt hết rồi, để lại chỉ gây quả thôi. Tào Văn Chủ, là chút tâm ý của tôi, chia cho các anh em dưới tay của ông đi. Dạ. Tào Văn Chủ, chuyện gì? Hôm qua nhà kho của Thiên Thái gặp chuyện. Xin cáo từ. Được. Cáo từ. Dạ. Hôm qua nhà kho của Thiên Thái bị người ta cướp, còn chết người nữa. Vậy thì sao? Liệu là ai làm? Liên quan tới chúng ta sao? Làm tốt chuyện của mình đi. Sùng Tả tiên sinh, vô cùng xin lỗi, bắt ông phải tới tận đây. Không sao, các cô gái ở đây rất xinh đẹp, món ăn cũng vừa miệng. Tôi không ngại thường xuyên tới, nhưng mà tôi hy vọng mỗi lần tới đều có thể nghe được tin tốt lành do ông đem tới. Một thời gian trước, việc làm ăn của Thiên Thái rất tốt, không những thu thập tiền mặt rất lớn, hơn nữa chúng tôi còn mua được. Ngoài số tiền đó ra, tôi còn hy vọng nghe được tin về đường vận chuyển của quý gia trong nội địa. Ông điều tra tới đâu rồi? Chúng tôi có thể khẳng định Quý Bắc Khang thường xuyên lén vận chuyển vũ khí cho Châu Què ở Đoan Tây. Nhưng mà cái gì? Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Bên chỗ bến cảng, tuy có người canh chừng suốt 24 tiếng đồng hồ, nhưng hắn vô cùng cẩn thận. Gần đây hầu như không có động tĩnh gì. Nói vậy, tôi nhận được tin báo từ Đoan Tây. Trong vòng một tháng, bên đó nhận được 2 lô vũ khí. Còn bên chỗ ông lại không điều tra được một chút tin tức gì. Đúng là phế vật. Dạ. Quý Bắc Khang vô cùng cảnh giác. Thêm nữa, hắn có quân đội Anh quốc yểm hộ, rất nhiều phương hướng hàng hóa. Chúng tôi vốn dĩ không thể nhúng tay vào. Không cần giải thích. Tôi đưa tiền cho ông là để ông làm việc. Nếu ông đã không làm được thì đổi người khác làm thôi. Chơi vậy rồi còn ra ngoài. Ra ngoài làm chút chuyện. Em chăm sóc Nhược Lan nha. Có phải anh biết chuyện gì rồi không? Không có.
Tiểu Tuyết, anh Lạc, điều ra được vợ con của Lý Đại Dũng rồi. Sao hả? Họ sống trong một ngôi làng hẻo lánh, có người mua nhà mua đất cho họ. Vậy sao? Ra ra được là ai chứ? Tôi hỏi vợ Lý Đại Dũng, chị ta khăng khăng không nói. Có điều tôi đưa tấm hình cô chụp cho cảnh sát địa phương xem. Cảnh sát địa phương nhận ra là Đinh tổng quản của Thiên Thái. Thiên Thái? Đúng. Cô từng nói Mã Nhược Lan là hung thủ, có trang sức giống nhau. Tôi nghi ngờ cái chết của Lý Đại Dũng có liên quan đến Mã Nhược Lan. A Tuấn, rót thêm ly nữa. Sao lại cao hứng vậy? Hôm nay em đưa Nhược Lan đi thăm mộ. Bia mộ của mẹ cô ấy bị đổ. Không phải chứ, Mã Từ Châu trở lại lâu như vậy mà chưa đi thăm mộ à? Hình như là vậy. Nhược Lan nói vẫn là Tư Đồ Tuyết nói cho cô ấy biết mộ của mẹ cô ấy ở đâu. Chuyện này không kỳ lạ. Năm xưa là Tư Đồ Hòa đã an táng cho họ. Hôm nay em nhìn thấy Nhược Lan khóc rất đau lòng. Xót ruột hả? Anh quan tâm làm gì? Về nhà đi. Đi. Cho thêm một ly nữa. Cho thêm ly nữa. Cho thêm ly nữa. Ly nữa. Tiện nhân như cô lại dám giấu tôi làm ra chuyện như vậy. Thiên Phong, em là vì cứu anh. Cứu tôi? Biết sớm vậy tôi thà chết trong tù. Mẹ, sau này con nhất định sửa lại bộ phận cho mẹ. Mẹ yên tâm. Ngồi im. Hôm qua cô đã nhìn thấy cái gì? Một con dao. Mẫu, Tư Đồ Tuyết đã nói gì với cô? Mẹ tôi được chôn ở sau núi ngoài thành, bị hạ độc chết. Còn nói gì nữa về cha tôi? Vậy cô nói thế nào? Chết rồi. Bà muốn cái gì? Vậy lời nói của cậu. Nói đi. Cậu là ai? Mã Tử Châu. Là con trai của Mã Thiên Phong. Đúng. Vậy cha cậu? Cha tôi đã qua đời 3 năm trước. Vậy còn Mã Nhược Lan đó là em gái tôi. Nói bậy bạ. Mã Thiên Phong giống dĩ không có con gái. Em ấy là con gái nuôi của cha tôi. Con gái nuôi. Rốt cuộc cô ta là ai? Thật ra bà cũng đoán ra rồi, đúng không? Chính là con gái của Âu Trấn Thiên thật sao? Đúng. Nói tên Âu Phi Tinh. Rốt cuộc cậu quay lại là muốn làm gì? Trước khi cha tôi chết, kêu tôi quay về đòi nợ. Đòi nợ? Nợ gì? Dĩ nhiên là tài sản của gia đình chúng tôi. Năm xưa cha của cậu phát tài, cơ bản là đồng tiền bất nghĩa.
Đồng tiền bất nghĩa cũng không thể lọt vào tay người bất nghĩa. Ai là người bất nghĩa? Quý Bắc Khang, cậu có tin tôi bắn chết cậu không? Tôi tin. Đương nhiên tôi tin. Nhưng cha tôi năm xưa trước khi chết đã viết lại hết những chuyện mà ông ấy viết. Nếu tôi chết, lá thư đó sẽ được công khai trước mọi người. Bà có muốn thử không? Im miệng. Cô nhớ kỹ, là cô đã giết bà Thẩm Cô, là cô đã giết Lý Đại Dũng. Cô chính là hung thủ. Là tôi giết bà Thẩm Cô, tôi giết Lý Đại Dũng. Tôi chính là hung thủ. Tôi là hung thủ. Uống rượu. Anh làm gì vậy? Rót rượu. Không thể uống nữa. Tôi chưa say. Tôi chưa say. Không thể uống nữa. Tôi chưa khiêu vũ nữa. Tôi nhảy cho anh xem. Tiểu Tuyết đừng quậy nữa. Cô làm gì vậy? Tôi chưa say. Để tôi uống tiếp đi. Đừng uống nữa. Cô mà quậy nữa tôi đưa cô về nhà nha. Ai về nhà? Tôi chưa từng có nhà. Cô sao vậy? Tôi chưa từng có nhà. Có chuyện gì không vui nói cho tôi biết được không? Tôi cảm thấy rất buồn. Cô sao vậy? Nói đi. Tôi muốn tìm em gái tôi. Em gái nào? Tôi không biết nên làm thế nào. Làm cái gì chứ? Anh nói tôi xem tôi phải làm sao. Được rồi, được rồi. Tôi đưa cô đi tìm em gái cô. Đi nha, đi thông thả. Xe kéo. Tới liền. Tôi muốn uống rượu. Đem rượu tới cho tôi. Rượu thì không có, nhưng có nước lọc. Tôi muốn uống rượu. Đây đây, uống nước đi. Đây đây đây, uống nước đi. Được rồi, được rồi. Trời ơi, giường của tôi đó. Đau đầu. Không biết uống thì đừng có uống. Tôi phải làm sao đây? Đó là em gái tôi. Nó là em gái tôi. Được rồi, được rồi. Nó là em gái tôi. Em gái. Em gái. Em gái.
Em chê người chết chưa đủ nhiều sao? Em chê cái nhà này chưa đủ lộn xộn sao? Em cũng vì cái nhà này. Vì cái nhà này, vậy thì em nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Anh hai, anh biết không, Mã Nhược Lan đó là con gái của Âu Trấn Thiên. Làm sao biết? Chính miệng Mã Tự Châu nói. Hơn nữa lần này họ trở lại chính là để nhắm vào Quý gia. Bất kể chuyện gì xảy ra, cái nhà này anh làm chủ. Chuyện là do em gây ra, cần gánh. Để một mình em gánh, em có gánh nổi không? Bà cô, không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi thật mà. Không phải tôi. Không phải tôi thật mà. Đừng qua đây. Không phải tôi. Không phải tôi thật mà.